Em có con iPhone 12 Pro ấy, nhưng mà em đặt mật khẩu, bây giờ em quên nó bị vô hiệu hóa rồi, anh phá giúp em ấy. Có thật iPhone 2 của em không, mật độ em không? Máy của em à? iCloud của em? iCloud của em, em nhớ. Đúng rồi. Chắc chắn của em? Chắc chắn. Tại vì anh sẽ không mở khóa cho nên chiếc máy là bị ăn cắp hoặc là bị mất rồi nhé. Vâng. Ở đúng iCloud của em, anh mở thôi. Vâng. Ok, vậy em làm thôi. Một chiếc iPhone 12 Pro ấy mà bị vô hiệu hóa như này ấy, thì cách duy nhất thì chúng ta phải flash lại thì chúng ta mới xóa được cái mật khẩu đi. Bởi vì bây giờ không có cách nào khác cả, hoặc cố gắng nhớ mật khẩu và chờ đợi thôi. Bây giờ là 5 phút thôi, nhưng mà tí nữa sẽ là 15 phút nếu mà quên tiếp. Và quên tiếp sẽ là 1 tiếng và quên tiếp thì sẽ là vĩnh viễn luôn, bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Và duy nhất là để phá được thì chúng ta phải flash lại. Và flash lại ấy, thì bây giờ chúng ta cũng làm nhá. Chắc chắn một điều là phải nhớ được ai cả lao. Nếu mà không nhớ đây là lao thì chịu, phá xong là coi như thành công gạch, chỉ lấy được linh kiện thôi, hoặc là điện ra Apple để mà cầu cứu người ta. Nhưng mà cái điều đấy thì chỉ đạt tỷ lệ rất thấp thành công. Đấy là cái điều chắc chắn là anh em và các bạn phải lưu ý là như vậy. Thế nên là chúng ta đã mua iPhone và đã dùng iCloud là chúng ta bắt buộc phải nhớ iCloud thì chúng ta sẽ không sợ vấn đề gì cả. Đó, thì bây giờ chúng ta flash rồi bằng cách như này này. Đó là thứ nhất là chúng ta chuẩn bị một cái cáp USB nhá. Xịn là càng tốt, như này cái này trông bẩn bẩn này thôi, đây cáp xịn nhá. Và một chiếc máy tính chạy Windows thì cũng được, mà Mac cũng được. Đó, nhưng mà mình ở đây thì mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em chạy trên Windows cho nó dễ, bởi vì đa phần là bây giờ anh em dùng máy tính Windows đúng không? Và cái cáp này thì phải xịn xịn một chút nhá, chứ đừng tránh trường hợp là bị đứt đoạn. Và cái máy tính thì anh em nên chọn một cái máy tính là laptop thì nó tốt hơn, bởi vì trong trường hợp mà mất điện thì chúng ta đỡ phải làm lại. Đó. Và trên máy tính đấy phải có đường truyền mạng tương đối mạnh mạnh một chút nhé, bởi vì là còn phải tải cái firmware của sản phẩm này về để mà flash. Và lưu ý một điều này, khi chúng ta làm cái việc này chúng ta sẽ mất hết dữ liệu nó lưu trong máy, chắc chắn là như vậy rồi. Chỉ có lưu được dữ liệu trên đám mây, ví dụ như Google này hay là iCloud hay một đám mây nào khác. Và chúng ta bắt buộc phải flash lên cái bản firmware cao nhất, bắt buộc phải flash bản firmware cao nhất nhé. Đó là cái điều bắt buộc rồi. Thì bây giờ thì đơn giản thôi, chúng ta tiến hành làm rất là dễ thôi. Đó, anh em và các bạn cùng chú ý nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái việc là chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính. Đó, bây giờ bật máy tính lên. Đó là chúng ta download cái phần mềm Bao Auto này về này. Dùng cái Bao Auto này thì nó dễ hiểu và dễ làm hơn so với lại những cái phần mềm chính hãng thì nó hơi lâu một chút. Đó, thì mình thích dùng cái này thì mình hướng dẫn anh em cái này cho đơn giản thôi. Anh em cứ vào cái website là Bao Auto thôi, nó ra về. Đó, ghi là Bao Auto này. Là Google thì cái gì nó chả có, đúng không? Đó, chỉ ghi mỗi Bao Auto thôi, trang chủ của nó là bao.com. Đây, bao nhiêu con này. Vào đây rồi ấn vào download thôi, là cài là xong. Đó, khi cài xong thì bật lên nó sẽ như này nhá. Đây, bật lên nó như này. Thì nó cái này nó có cả tiếng Việt, nhưng mà mình chưa chuyển tiếng Việt. Đó, chứ đầy đủ là có cả tiếng Việt đấy. Đó, đây này, ngôn ngữ của nó này có cả tiếng Việt đây này. Đấy nhá. Đó, tắt đi nhá. Bật tiếng Việt lên nhá. Đó, nó sẽ như này này. Đó, đầy đủ có tiếng Việt luôn. À, chưa chuyển này. Đó, nhưng đầy đủ có tiếng Việt nhá. Thì tiếng Anh và tiếng Việt không quan trọng là nó dễ hiểu thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên máy, ở trên điện thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái cáp vào máy tính trước nhá. Nếu mà dùng máy bàn nên cắm một cổng sau, nên cắm cổng trên main ấy thì nó an toàn hơn, còn nếu dùng laptop thì càng tốt rồi. Đó, ở trên điện thoại chúng ta cắm cáp vào thì tất nhiên là đang bị vô hiệu hóa đúng không, chúng ta không nhớ mật khẩu chúng ta ấn là gì đúng không. Đó, 15 phút này. Đó, thì bây giờ là chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải vào recovery. Cứ bước vào recovery anh em cùng chú ý nhá, nó sẽ có một cái công thức vào duy nhất. Đó, anh em cùng chú ý này. Là đầu tiên là chúng ta bật cái máy lên như này rồi. Vậy chúng ta không thể nào vào recovery trực tiếp được đâu, mà chỉ có cái duy nhất như này này. Chúng ta hãy ấn nhá, trình tự như này cho mình này. To tiếng này, nhỏ tiếng này, giữ nguồn này, giữ cứ giữ thôi. Đó, giữ tầm khoảng 30 giây rồi đấy. Đó, cứ giữ khi nào vào recovery thôi. To tiếng, nhỏ tiếng và giữ nguồn, chỉ giữ mỗi giữ nguồn thôi, nuôi nguồn thôi. Cứ giữ nhà nó tắt đi cũng giữ nha. Đó, làm nó hiện cái gì cũng giữ khi nào vào recovery thôi. Và recovery như nào cùng nhìn nhá. Đây này, lên táo giữ này. Đó. Giữ nha. Giữ rồi, lên kiên trì nha. Đó. Đấy. Máy tính đã báo nhận rồi và đây là recovery. Nó chỉ hiển thị cái cáp vào cái máy Mac. Đó, như này là recovery nhá. Mỗi firmware flash, mỗi cái iOS khác nhau thì recovery sẽ hiển thị là gần như là khác nhau. Đó, đây là iOS 14 thì sẽ như này. Thì ở bây giờ trên cái Bao Auto mặc định nó sẽ nhảy vào cái màn hình như này nhá. Đó là cái màn hình flash đấy. Còn nếu mà không nhảy vào màn hình này thì nó sẽ là ở màn hình này. Đây là báo thiết bị là kết nối là vào recovery mode ở chế độ recovery và tên thiết bị đó là 12 Pro. Đó, lý là serial number hay cái thứ là như này. Nha,
Thì bây giờ là chúng ta sẽ ấn vào cái flash và direct này, hoặc chúng ta ấn vào Go flash này nhé. Đó, ấn vào Go flash này. Thì cái này là bắt buộc là tải cái bản firmware cao nhất đúng không? Thì hiện tại firmware cao nhất là 14.6, còn những cái bản mà 15 hay là 17.4 beta này chúng ta chỉ mang tính tham khảo thôi. Chúng ta không nên chạy bản beta, chạy thử nghiệm nó có gì nó mất thời gian cả, đúng không? Còn chúng ta có thể thêm một firmware khác đây nhưng không chạy đâu. Bắt buộc là chúng ta phải chạy 14.6. Thì ở đây là mình đã download sẵn rồi. Còn nếu là các bạn chưa download thì nó hiển thị như này này. Đó là ấn bạn ấn vào download nhé. Download thì tùy mạng hay chậm hay nhanh thì nó sẽ khác nhau, bởi vì cái bản firmware này nó lên cái khoảng gần 6GB cơ. Thế là không thể nào mà nhanh được nếu trong trường hợp mà đường mạng chuyển mạng chậm. Chuyển mạng nhanh thì bên mình đang mất tầm khoảng 15 phút đó. Thì chọn vào đây, và cái này quan trọng nhất này. Thì mặc định khi anh em mới cài thì nó sẽ nằm cái điểm chọn ở khu vực này. Thì rất là nhiều anh em xem những clip phá pát iPhone 12 khác, iPhone khác của mình ấy, thì đều nói là tại sao em làm y như anh mà nó lại vẫn vô hóa. Không phải là y như đâu, bởi vì các bạn sẽ không dặn kỹ thôi. Y như ấy là mình dặn kỹ là này, mặc định nó sẽ ở chỗ này. Và bây giờ chúng ta phải ấn vào đây thì nó mới xóa vô hóa, còn nếu ấn vào đây thì nó vẫn chỉ là vô hóa bình thường, nó chỉ update thôi nhá. Lưu ý như vậy là phải chọn là Quick Flash Mode nha. Chọn ở giữa này, lưu ý lần nữa này, chọn ở giữa Quick Flash Mode nha. Sau đó chúng ta ấn vào Flash này. Đó, nó hỏi có Flash hay không thì chúng ta ấn vào đồng ý nha. Flash đi. Đó. Thì ở đây nó sẽ báo là chúng ta có thể Flash mất tầm khoảng 15 phút. Tùy là chuyện mạng chậm chậm hay nhanh. Bây giờ mà chúng ta vội vàng đứt rút cáp ra, chúng ta phải làm lại từ đầu. Thế nên chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi trong vòng tầm khoảng 15 phút. Đó, 15 phút thì nó sẽ xong. Kiên nhẫn nhé, còn nếu nó báo lỗi gì thì chúng ta chỉ làm lại thôi. Báo lỗi mà nó làm lại không được thì chúng ta nên chuyển cáp khác, dùng một cáp USB khác hoặc là chuyển một máy tính khác. Để làm, bởi vì máy tính đấy chắc có vấn đề đó, có thể là bị virus, có thể bị xung đột phần mềm thì chúng nó sẽ không thành công. Đó. Nên kiên nhẫn chờ đợi nhé. Nó báo là 100%, 80% rồi đến là xong. Đó. Bây giờ điện thoại thì thoát ra khỏi chế độ recovery này. Nó sẽ vào một chế độ flash ROM. Đó, cùng kiên nhẫn và chờ đợi nhá. Đó, sau khi flash xong nhá. Thì ở trên cái phần mềm Auto nó báo là đã flash sạch sẽ thành công nhá. Còn trên chiếc điện thoại thì nó sẽ ở cái trạng thái đang khởi động như thế này. Đó, thì chúng ta phải kiên nhẫn nhá, bởi vì cái bước này nó sẽ mất thêm vài phút nữa. Đó, khi khởi động xong nó sẽ hiển thị ở cái trạng thái màn hình khởi động ban đầu như lúc chúng ta mới mua máy ấy. Đó, xong rồi nhá. Xong rồi thì ở trên máy nó sẽ hiển thị như này. Đó, thì đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta kích hoạt lại như lúc chúng ta mới mua máy đấy. Chúng ta chọn tiếng Việt này. Tất nhiên rồi, vùng là của chúng ta là Việt Nam, đúng không? Đó, chọn Việt Nam đi. Đây, Việt Nam. Đó, sau chúng ta kết nối Wi-Fi để chúng ta kích hoạt. Nếu có ai cả nào thì nó sẽ hỏi ai cả nào. Nếu máy bị lóc lại nó sẽ hỏi là xin báo là xin hợp lệ. Còn nếu không có gì ấy, thì nó sẽ như này nhá. Đó, bởi vì máy này bên mình là thực ra là cái bạn vừa giờ bạn đã hỏi bạn chỉ diễn thôi, chứ trong này thực ra không ai lao đâu. Đó. Chứ còn nếu mà anh em các bạn mà qua ai lao ấy, phải bắt buộc phải nhớ. Còn nếu không nhớ thì đừng có hỏi mình là phá cái gì nữa nhá. Mình không biết phá ai lao đâu. Mà gần như không có người nào phá ai lao của iPhone 12 Pro đâu. Bây giờ chỉ có gọi cho Apple và nhờ họ, xin họ, nài nỉ họ thì may ra thì họ phá cho. Nhưng thực ra cái đấy hơi khó. Mặc dù Apple người ta nói tiếng Việt đấy, nhưng mà để phá được thì người ta đã yêu cầu hóa đơn chứng từ rồi các kiểu hợp lệ thì người ta mới mở cho. Ngày xưa mình cũng từng mở được rồi, mình có điện thoại mình từng mở rồi, cũng không khó đâu. Hàng chính hãng Việt Nam thì càng dễ, bởi vì mình có thể xin giấy hóa đơn được. Còn hàng mà sách tay thì hơi khó một tí đó. Nếu mà không qua cả lao sẽ vào luôn chỗ này nhá. Đó, thì chúng ta sẽ kích hoạt thế này, đó, chúng ta bỏ qua thứ cho nhanh hoặc là kích hoạt theo ý thích của chúng ta thôi, đúng không? Đó. À, mình không chuyển dữ liệu gì cả, bởi vì đây là máy không phải của mình. À, mình cái đầu hết đi. Ok, để sau tắt cho nó nhanh và xem nhá. À, ok, như máy mới luôn, đã phá vào bên trong dùng bình thường. Đó, phá vô hiệu hóa là như vậy. Và mình nói lại, đây là clip mình hướng dẫn các bạn phá vô hiệu hóa khóa màn hình của iPhone 12 Pro và không làm cho những người nào ăn trộm máy, những máy bị mất cắp, những máy nhặt được là sẽ không làm được, bởi vì những cái máy đấy là có thể có tài khoản iCloud của nhân cũ. Và tất nhiên rồi, khi phá xong thì không có mà đăng nhập vào đâu. Đó, việc đấy thì phải gọi Apple để người ta mở cho. Và tất nhiên Apple khi người ta biết là không phải thực sự là mình là chủ nhân mà mình nhặt được, mình ăn cắp được thì người ta cũng sẽ không mở cho. Các bạn lưu ý như vậy. Các bạn xem clip này mà thấy có hữu ích thì các bạn chia sẻ mọi người cùng xem và nhớ cho mình một like để ủng hộ. Đó. Mà muốn xem nhiều clip hay hơn nữa thì nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn xem clip. Chào và hẹn gặp lại.